rất là ok nha mọi người, thoáng mát, ngủ ngoài vì nắng chết chát. Ngoài là ấm mồm ấy. Nói chung là sẽ tuyệt đẹp đấy mọi người ạ. Nhưng mà bây giờ đang gọi là xong phần thô đấy, bây giờ bắt đầu đến phần quan trọng. Chát chít chát chít. Gọi là làm đẹp đấy, nha. Đi ra lấy đất. Anh khoanh vào đây để em chít đó. Ừ. Đấy. Nói chung là vẫn thừa trên này, tí nữa anh em mình sẽ làm một cái cửa để ngụy trang nhá mọi người nhá. Cái cửa bằng cũng làm bằng tre này, cạo khung xong rồi gài cây mụn vào. Đấy. Bây giờ là đến cái phần gọi là nào, tránh. Đấy, không được tí. Bẩn. Tao mới vào mì chít dần đi. Thì anh quăng vào đi để chung chít. Ừ. Xong rồi không quăng. Nặng. Nặng như mà nặng. Nặng nặng à. Không biết chỗ này đủ không đây. Không đủ và sẽ là tiếp tục mọi người ạ. Rất là đơn giản mọi người, nhưng nó chỉ mất thời gian một tí thôi. Là sẽ gác như thế này. Gác lên như thế này. Xong lại vuốt phẳng nó đi. Kèm nó ở đây. Đấy. Mọi người đã thấy tạo hình của nó như thế nào. Đấy. Đã có rồi. Sẽ đấy như thế này, xong rồi mình cứ theo hàng theo lối ấy. Xong rồi vuốt xuống, vuốt lên đấy. Kiểu nó sẽ như thế. Mọi người đã mường tượng ra được ngôi nhà nó sẽ như thế nào không? Đấy, những nhà tranh vách đất đấy mọi người ạ. Kiểu như nhà tranh vách đất ấy. Đúng một túp lều tranh, hai trái tim vàng luôn nhé. Đấy, rất là căng này. Bảy phết đấy. Căng đấy. Tí nữa sẽ kín hết mọi người sẽ thấy. Đấy, như ra anh em mình phải làm hàng dọc thế này. Lúc đầu là kiểu mới làm, thế nên là chưa nhận ra. Bây giờ sẽ làm một lọc, một hàng. Còn Lao Định sẽ làm một hàng trong đời. Đấy. Chập nằm. Đấy, chi nó bên này anh ơi. Chuẩn bị hoàn thiện ngôi nhà ước mơ mọi người. Ước được tranh ấy. Kinh điển. Sau này nó sẽ thành một huyền thoại. Nơi mà anh em mình có thể gọi là tránh nắng mùa hè. Đấy, mọi người thấy bờ tường này ok không? Chất lượng. Đấy là chưa xong đâu nhá, vẫn chưa xong thô hẳn đâu nhá. Xong rồi chít cơ. Nhà mình còn chít vào kiểu như là chát tường ấy. Chát phẳng bằng bùn khô đấy. Có thể hay là kiếm đất sét chát nhỉ. À mà không, thế thì nó lại mất mỹ quan của ngôi nhà dơm. Thế nên là cứ từ từ lặng tính. Mà nó đã. Để tùy cơ ứng biến mọi người ạ. Nói rồi, dơm nó mắc. Đấy, các bạn ấy mình chát kia rồi đấy. Anh đào cái hang này làm gì? Đào lò. Nói chung là sau khi anh em mình đã hoàn thành 4 bức tường này đang đợi để cho nó khô một tí, anh em mình sẽ làm tiếp cái mái và không làm tiếp cái mái và cái nền. Bây giờ nhá, hôm nay thử đào đi. Thôi, lúc nào đi. Mày đi kiếm ít cái gạch này đi. Anh em mình sẽ làm nền bằng gạch này. Đấy. Ôi, thế thì hoành tráng đấy. Đấy, đặt đây tí nữa làm phẳng đi xong rồi. Đặt lên đây làm nền luôn. Còn mái thì nữa mình sẽ lấy lá cây. Được. Ok không? Quái được, cái này em làm được. Còn riêng chỗ này anh em mình sẽ thiết kế một chiếc lò. Gọi là đã có nhà rồi phải có khu bếp. Đấy, đáng định làm ở đằng mé kia. Nhưng mà mình chát hết rồi. Ở đấy sang đấy mà lấy gạch nhiều mà. Làm một khu bếp. Mọi người biết bếp gì không? Mình sẽ làm một cái lỗ ở đây nhá. Xong rồi tí nữa lại thừa bùn với rơm này. Sẽ chát một cái bức vách bên xung quanh. Đấy, hở một cái lỗ bên trên. Xong rồi có cái gì sẽ như kiểu lò nướng ấy. Sẽ đưa vào bên trong hoặc là treo lên bên trong đốt ở dưới. Làm cái hơi hấp, nóng nướng. Đấy. Ây da, đất đây hơi cứng đấy. Ý định của mình là làm như thế nào chưa? Đấy, sẽ kiểu như này nhá. Xong rồi vòng thêm mấy lớp nữa. Ở trên này sẽ là cái thông hơi luôn. Chỗ đốt củi sẽ nhét vào đây. Sẽ tí nữa vẫn đắp đất xung quanh hết nhá. Xong rồi làm sao để con gà ở trong này, ở ngoài quay được. Đấy. Dự tính là thế, chưa biết thế nào.
Thấy công trình thứ hai của anh em mình ngác chiến chưa? Kinh điển đấy. Ơi, cậu phải làm từ dưới lên trên, từ dưới lên trên. Ừ. Làm nhà rồi mà không có kinh nghiệm à? Làm từ dưới lên trên. Ok. Đấy. Ê, đấy nhá, cái đoạn này là để củi vào đấy nhá. Hai bên này là thấp củi vào. Thì nữa anh em mình sẽ bọc xung quanh đây là đốt lửa ở dưới. À, khi mà nướng cái gì anh em mình chỉ cần móc một cái móc nào thả vào đây. Đấy, úp lại. Nhưng mà mày cái. Hả? Liệu nó có cháy trơn không đấy? Cháy nó được, mày không thấy bùn nữa, cháy nó càng khô chứ sao? Nhưng mà bây giờ tình hình là... Chú gạch, em tìm mai nó chẳng... Chứ gạch thì không quan trọng, gạch tí nữa tao lại đi đòi tao lấy được. Quan trọng là lò xong rồi. Vấn đề là nướng cái gì? Thế anh làm lò nướng gì? Mày đi đàm phán được cái gì nướng đi. Đàm phán? Em chịu, em không quan hệ rộng. Lên đây này, nhà bà, lấy đây này. Anh lên nhà bạn anh ấy. Bạn anh đâu? Thế mà anh bảo bạn anh ở đâu? Bạn anh nhưng mà bạn đấy... chỉ lừa được một lần thôi. Bạn chỉ lừa được một nhà lần. Bạn anh mấy người ở gần đây này. Ừ. Bạn sắt. Được chưa? Nhà người yêu cũ thì chỉ lừa được một lần rồi. Sời. Ơi, cái này là phải đắp kín vào nhá, không được đắp hở như nhà như kia đâu. Ok. Cái này kín. Giống nôm gà nhỉ? Để cho nó, mọi người biết để làm gì không? Để cho nó hấp hơi, phải càng hấp hơi càng đấy thì càng tốt. Không, anh cứ làm này xong rồi tí nó lấy bùn chít ở bên ngoài. Hả? Chít bên ngoài là mới kín được chứ. Ờ thì vẫn chít bên ngoài nhưng mà phải làm kín thể kia vào mới chuẩn được. Nói chung là phải làm chuẩn chỉ, đúng không? Chuẩn không cần chỉnh. Chuẩn chỉ thì mới lấy được. Đấy, anh thấy xem trước em không? Mày thấy quả lò của tao kinh điển không? Đấy, mọi người nhìn thấy ác chiến chưa? Tí nữa mình... sạch tay sẽ cho mọi người xem đầy đủ và cho mọi người xem nốt xong đã. Rất là kinh điển. Tí nữa kiếm luôn. Và miếng thịt thả vào đây. Buộc hai cái buộc một cái thanh ở đây. Treo một phát xuống đây. Đút lửa vào đây, đốt. Úp lại. Phát đi thịt nướng chung nhỉ. Hay là không, mình phải đốt lửa trong có than đấy, xong thì bắt đầu mình mới đậy kín lại. Và đậy kín cả hai mặt bên này bằng gạt chuối nữa. Hả? Nhìn cái của anh giống bu gạo. Giống bu gà nhéo bây giờ. Người ta chuyên nuôi gà đấy mà. Ủa nhưng mà bây giờ kiếm cái gì để chén nhỉ? À được. Này, mày xếp nốt cái phần kia đi nhá. Gọi là móng nhà, mau để sẽ thiết kế nốt phần móng nhà. Còn mình bây giờ sẽ đi kiếm thức ăn. Này. Dạ. Đi cùng tao không? Đi đâu? Em là làm nốt cái sàn nhà của em. Ui, lại xếp lại. Nó bít rồi. Hoành tráng quá đấy. Quả này ơi kỳ công ấy. Như kiểu ngà nhà cổ đẳng cấp không? Mày cá không biết có làm được việc không? Mày cá căn đi lên một lúc ấy. Tuyên tuyên đi mò vào mày tao lắm tao lắm. À nhà ai cửa nhà không nhỉ? Sao bắt đầu cô đang làm gì đấy? Đọ phi đâu đọ phi đâu. Xong rồi quay đi quần lại đấy. Cho cháu đang làm cái nồi. Cháu cho cháu vay ông ra. Lúc sau trả cho vay lại ra lại khó. Đều lắm rồi đấy cả. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tàn trần gian xa. Kính nhá. Ơi. Này, ôi sao? Mày biết tao kiếm đâu? Ở đâu? Ui giời. Tao lên cho bà ăn đấy bà gì ở đây này. Tao vừa trước khi trình bày thì mày biết là ô mày có phải thằng Tam Mao không? Vâng. Ừ, mày chưa kịp nói gì nha, tao chưa kịp nói gì nhá. Mày có phải thằng Tam Mao không? Phải. Mày nói thẳng là nhá, bà bảo mày có vợ chưa? Bảo cháu chưa. Sao bà hỏi cháu thế? Tao xin nước đấy. Ôi giời, nước nôi đây vào bát đấy. Tao thì tao nhìn thấy là gà bà. Gà nhà bà đẹp thế nhỉ? Ui, mày đứng im đấy để tao bắt tao thịt cho mày một con. Ôi, vào thịt luôn. Ôi, anh ôi, xong bà. Nói chuyện chả liên quan gì. Mày có vợ chưa? Xong rồi, cho anh đấy, tao chưa nói hết. Ba bảo, tao có đứa con gái. Ui. Bảo, mày, thế là tao cho số. Thế là bà bảo ý là tám con gái bà ấy. Ui, chiều hết lại phải. Mày tao mau, mày hay làm YouTube kia phải không? Thế là bà giới thiệu con gái rồi. Điều. Bảo, vợ tao bảo chưa có. Điều. Mặc dù là... Anh mà à, người ta tán á. Nhìn anh bẩn như kiểu... Mày hơi bị nhầm về anh ấy nhá.
bài ra xong nhá, mày biết không, cho số điện thoại này, cho Facebook này, cho kia này, bảo tối mà mấy giờ đi học về này, thế là còn đang học lớp 12 cơ. Đấy, tối mấy giờ đi học về, bảo tao mấy giờ vào này, tối này. Ui. Chiều mất đây. Quay mất đây gì? À. Ấy. Ấy, mày mày lấy củi đi, lấy củi đi. Ấy. Anh đi anh đọc lấy củi luôn, thế anh không xin luôn củi. Quên mất, đang mãi nói chuyện với gái mú, thế nên là mãi phải đi chặt củi. Thế nên là quên mất là củi tiếc gì. Đấy, chụp. Mọi người ơi, bây giờ anh em mình sẽ gọi là có gà, có một món gọi là kinh điển nhá, nhưng mà bây giờ phải vừa. Ui. Đấy, mọi người tưởng tượng ra được chưa? Đấy, cứ treo đây để cho mọi người xem này đã. Để đi lấy củi xếp vào xem nó thế nào đã. Đấy. Đấy, mọi người thấy quả bếp của anh em mình chất chơi không? Ấy chà, đấy. Nói chung là phải đợi cho nó cái lửa này nó cháy hết thì có than ấy, thì anh em mình bắt đầu cho con gà kia vào trong đấy. Xong úp lại và đậy hai bên này lại nhá. Chứ không bây giờ mà cho vào thì nó cháy thành than luôn. Đây, lửa thế này. Thấy chưa? Kinh điển chưa? Cháy luôn đấy. Chờ tí nha mọi người nha. Quả này là chắc ăn chưa mọi người ạ? Nó phải thế này mọi người ạ. Ngắn thôi. Nó mà xuống sâu quá là nó cháy mất. Thấy chưa? Ui, đây cho mọi người xem này. Mày dốc thẳng kia đi. Dốc thẳng lá chuối đi. Ok. Mọi người thấy chưa? Thấy gà nướng lò bắt quái như thế nào? Kinh điển chưa? Quá đẹp chưa? Để nhìn từ đằng đây cho mọi người xem này. Từ đằng này, ôi, từ đằng này lại không thấy gà đâu nhỉ? Ờ được, nó cao như thế này là rất là dễ chịu. Anh ơi, chặt chặt đây à? Ờ đấy, chặt đấy rồi, úp lên, úp lên, úp lên. Úp lên. Đấy. Thấy chưa? Đỉnh cao chưa? Hai cái lỗ này để cho thông hơi nhá, không thì khả năng nếu mà đấy thì để thông hơi đi. Bịt lại nốt cho nó đấy nhỉ. Không. Mà không cần. Để thế này đi. Để thế này cho nó ngon mọi người. Hấp hơi là chín. Nó không bị oi khói ấy. Chín không anh ơi? Khá là nóng mọi người. Khô hết đất là xung quanh nhỉ. Ui ở ngoài nó toát hơi được. Cái nồi nó toát hơi được. Bây giờ phải lật nó cái. Vàng đen này. Vàng chưa? Vàng ấy. Chuyết. Vàng ở dưới. À, lật 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 lật. Đấy mày phải phải lấy cái gì? Ai à, dạ, ok. Gì? Đây đi. À, nóng nóng, cầm hai cây này cho tao. Đấy. Thế nha. Ui. Thì tao phải ngon bỏ nhỉ. Cái này ra. Để móc, ai à, dạ. Từ từ. Đấy, phải kiếm một cái que nữa. Đây, đây, đây. Đấy, đây, que đấy. Đều, đều. Ui, ui. Ngon đấy. Nào. Đặt lại, rồi. Đấy. Đấy. Mọi người thông minh không? Đặt cơm không? Đấy, lại. Tí nữa anh em bắt quả đơn để nướng lưng. Phải đậy kín vào, đậy kín vào. Cho thêm củi bên dưới nữa. Đấy nhỉ. Đến cho thêm củi nữa. Ui mà lăn, than bổ lắm. Từ từ. Than bổ được vừa. Đấy này. Đậy là. Ui. Than nó nơi nhanh chín mà. Không, cứ cho thêm củi nhỏ vào. Lấy cái dao lên rồi chị. Chà, mọi người thấy nguyên lý hoạt động chưa? Gió luồn qua đây sẽ làm củi nhỏ nó sẽ tốc lên nhá. Nó không thể tốc lửa lên đến con gà đâu nhá. Đấy, và sẽ hấp hơi nóng, cực nóng ở trong cái bếp lò này nhá. Đấy, và sẽ, gà sẽ chín rất là đều. Đấy, đây, cho mọi người xem qua ở trên này. Đấy, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đấy, khá là tuyệt vời đấy. Giờ chỉ cần đậy kín ở bên trên nữa thôi. Chắc chín rồi mọi người ơi. Tình hình là mọi người biết kết quả như thế nào rồi đấy. Thơm rồi. Chín là cái chắc. Ui nó còn quắt lại luôn này, héo này. Đây đây đây. Héo này, héo này. Ôi sợ. Mắc mắc. Ui ngon ơi, vàng rộm mà. Ui. Đây đây. Đơ. Ui. Quay một vòng. Không phải, đây là cái nướng kiểu này nó thế, nó không như nướng. Nó khô thịt. Nó khô thịt, nó không như nướng kia đâu. Đâu, 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 đâu. Trời ơi, ngon thế. Ôi, dồi, cho mọi người nhìn lại một lần nữa. Bác xem gà này luôn. Nó thế nào. À, nói chung là cái bếp lò này nó kiểu như là hong khói ấy, thế nên là nó sẽ không vàng, không kiểu ướt át như kiểu mấy kiểu nướng trực tiếp nha mọi người nhá. Và anh em mình sẽ khui hàng xem đã. À đây. Ui, nhìn cái cánh nó hấp dẫn này. Đấy, đùi nó cũng hấp dẫn hết. Nổ nhá. Ui, nó trắng. Cắt này, cắt này, cắt cho nó. Ui. Ngon hơn. Ui, ui không phải cắt đâu. Đấy. Cắt không, hay tao xé cho nó tươi đi. Ừ, xé đi. Bà
nhỉ. Ui à, trông nó khô. Mưa chín đến. Trông nó chín. Đây, đánh cho nó đi. Cái phán đùi ấy. Đây. Ui, nào nào, nào. Đây, cầm lấy. Ui, chà chà. Cái phán đùi ngon chưa? Đây. Nào. Em phải làm chút miếng đã. Đấy, còn tao nữa. Với tất cả mọi người nhé. Ăn cái bán đùi của anh em mình nhé. Hôm nay khánh thành nhé. Wow. Chà chà. Ngọt lắm. Hào la, hào la. Ngọt mà rồi á. Với em mọi người ạ. Hào la, hào la. Ơi, đến lượt mình. Thằng em ăn cái cánh thì anh ăn cái... À, thằng em ăn cánh đùi thì anh ăn cái đầu. À thôi, làm cái cánh đi. Cánh ngon mà. Ui. Wow. Ui rồi, cái tay. Tay bốc bùn mấy kia này. Nó... Bùn mấy cái dính nhựa. Không, không phải bẩn nữa nhá. Anh em mình chặt cây á. Ui, chà 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 chà. Mời mọi người nhá. Nướng kiểu ngon không nhiều mọi người ạ. Kiểu nó không bị mất nước ấy. À, đây là anh em mình tự thưởng. Sau ngày hôm nay anh em mình sẽ được trở về. Và nói chung là chưa kiên cố được cái nhà này mọi người. Vì ở trên này vẫn còn hỏng này. Dưới này cũng chưa lát đáp. Nào, đâu? Thế nên là anh em mình sẽ đợi cho kết quả của cái đợt dịch Covid này có được gọi là... Tức là mọi người cũng có được gọi là gì nhỉ? Hết cách ly không thì anh em mình mới bắt đầu sẽ làm tiếp. Anh em mình nếu mà làm tiếp sẽ biến khu này thành khu đẳng cấp. Chiếu gì chọn không? Mọi người biết món gà nướng. Mọi người thấy món gà này nên đặt tên nó là gì mọi người? Tên là gà nướng kiểu gì đấy? Cái bếp lò mình chả biết là nó tên là... Đặt tên nó là gì? Gà thần tiên. Nướng kiểu nó ngọt. Nó không bị mất nước à? Chín hồng hà rồi nhá. Hơi nó trắng nước thịt chuột ạ. Nước thịt thỏ ạ. Hồng nhá. Hồng luôn à. Kinh điển. À. Ui à, ui à. Móc sắt. Gà nó giòn giòn lắm. Cái móc này đi. Đấy. Ngọt quá mọi người ạ. Thôi được, không cần. Bạn cái bùi ra. Món nhanh rồi. Ui đây, hồng hào á, mọi người thấy. Kinh điển không? Ui à. Ui, cứ cái giờ này mà ai đi làm về mà đói đói mà xem video của anh em ta máu đi. Hello, ăn cơm ngon luôn. Nào, đoạn này nó hơi dai mọi người ạ, phải cắt. Ui, chống chỉ định lúc đang đói nha mọi người nhá. Trời, ăn như kiểu ăn cái bang à. Ngọt nhất trời. Thấy không, mọi người thấy kết quả của việc nướng lò của anh em mình chưa? Thịt nó hồng nhá. Mà nó chín nhá. Chứ không phải thịt thịt nướng các kiểu nó cháy. Không phải kiểu nướng lửa mà anh em mình vừa nướng hơi vừa nướng lửa. Thế là thịt nó sẽ hồng. Mọi người nhìn phát biết ngài ngon hay không mà. Nhìn phát biết dần trời. Ngon quá. Nói nhà này mà khô đất đi thì cũng mát lắm. Ở trong này mát cực kỳ nhá mọi người không? Chắc phải mai mà khô anh nhỉ. Tối nay anh em mình quyết định là sẽ về nhà ngủ. Và nhớ gà trọi lắm rồi. Ngày mai anh em mình thấy là gà trọi. Đúng rồi, anh mình phải vần gà. Tiếng gà. Nhớ đàn gà trọi quá rồi. Ừ, sao? Lô cái. Mảng ảnh của ba con gà thịt thì nhớ cái gì? Tôi ngứa cái đít. Mày đá không? Anh tuổi gì cơ? Anh tuổi gì? Nào, tuổi gì hả? Nào, anh đá con nào? Gà mất gà. Đá con nào? Xám hồng. Con này em không có gà cùng cân. Có 25, chạm 25 nào đá không? 25 á. Mày thiếu gì? Con tao chấp mày gà 26 luôn đấy. Nào, chấp một lại. Em không có gà 26. Thế có gà bao nhiêu? Có con 25 nhưng chạy, mà... Chạy cái gì? Nào chơi không cả? Nào chơi luôn, chơi đi! Chơi bẩn vỗ luôn. Này. Gọi là
vừa mở mỏ được một mỏ rồi đấy. Mai là nó đỏ như cục sắt rồi. Đỏ như... đỏ vì nó đỏ. Gà nó đỏ. Nhớ. Ừ. Nào, chết thật không? Gà mày cũng đỏ như cục sắt nào. Chết thịt luôn. Chết thịt luôn. Ừ. Tại nhà luôn. Em ơi bị lì đấy. Ừ. Sao? Em ra chơi không? Được rồi. Nhớ nhá. Này em chưa hôm nay có dám đánh không? Hả?